Anh có cái đĩa này, có cách nào để cho cái đĩa này nó trượt, nó bay bay bay, bay ở đây lại đố nữa? Còn tiền đâu mà đố? Tiền giờ hết rồi. Thế rồi giờ đố gì? Đố thì lấy tiền đâu mà cho. Nếu bây giờ em làm được ấy thì em muốn anh làm thêm cái gì cũng được. Giờ làm như nào? Bây giờ làm cách nào để cho cái đĩa này nó chạy qua đây này. Ví dụ như mình quay như này thì nó chạy được, ok rồi đấy. Nhưng mà để cho cái đĩa nó nằm ngang như này cơ. Nằm ngang mà nó chạy cái bàn này đúng không? Đúng rồi. Đơn giản vậy mà cũng đố. Thế nếu em làm được thì anh làm cho em một điều kiện này được không? Điều kiện gì? Ăn cho em một đĩa chanh. Rồi, tới okay không? Anh có nhu cầu giảm cân đâu. Nhưng mà anh làm được thì em mới chơi. Đấy, hết tiền rồi, không có tiền thì sao nói chuyện được. Nếu mà em không làm được thì sao? Em nào không làm được em ăn hết luôn. Em đang có nhu cầu giảm cân nè. Mời bạn Diên. Em nhớ phải ăn hết một đĩa nha. Ăn hết luôn. Đây, hãy nhìn em. Hãy nhìn em đây. Gì đây? Làm cho cái đĩa này nó quay quay đúng không? Gì đấy, rắn này đây là gì? Cứ từ 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 từ. Anh thổi cho em bỏ lên đi. Bóng á? Thổi thì thổi chứ cái gì đâu mà lo. Làm khiến chồng ăn một đĩa chanh. Biết có làm được không hay là mình phải ăn? Khả năng em ăn là quá cao. Đúng không? Rồi, anh bỏ bóng vào đây cho em. Gắn quả bóng vào đây. Bỏ quả bóng vào đây, sợ thật. Gắn quả bóng vào. Rồi ai sẽ là người ăn hết cái đĩa chanh này đây ta? Chính giữa này nè. Nằm chính giữa, ok. Xin vào đây, xin vào đây, xin. Ăn được không, làm được không? Đúng rồi, đặt xuống nha. Ok nè, cho nó chạy, 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 ăn miếng to này nè, ăn miếng to này nè, ăn nó ngon nè. Đủ quá. Ăn có vitamin C. Chán. Chán.